anh em mình kính chào cô bác chị các bạn. Dạ, anh chào ông bà cô bác anh chị và các bạn. Ở buổi chiều đây hai bên em mình buổi chiều xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay mình có mua được hai con gà quay. Đây, hai con gà quay rất là ngon luôn. Mình mới đem về luôn, mình nóng hổi luôn. Hôm nay cũng thử thách Thí Hằng ăn hết hai gà này. Em ăn hết không Hằng? Hết không? Thật hết quá. Thôi tôi với chị là chỉ anh em thôi, đừng ẹo với tôi, đừng ẹo, tôi không thích ẹo đâu, ẹo tôi không có ẹo được đâu. Bây giờ ăn hết không, nói rõ ràng nghe coi, ẹo nữa. Hơn đắt ăn hết thì biết à. Dạ yeah, rồi ok, hãy ăn hết một con, anh tặng em một xị, mỗi người một con tặng một xị, ok, hai con là hai xị. Có nghĩa là để hai xị này để cho em có tinh thần, để em ăn cho nó ngon miệng ha, ok không? Ok. Rồi ngồi xuống đây, rồi mời cô bác chị dùng em đi. Tại cái ăn của mình thì không có ben gì hết. Rồi mời cô bác chị dùng em đi. Thí Hằng xin mời ông bà cô bác dùng thịt gà Thí Hằng nha. Rồi ăn đi em. Ủa ăn được hả anh Sơn? Có ben hả anh Sơn? Không ben gì hết á. Ăn nha. Ừ. Cạp ăn cho nó ngon em, xé ra chi. Xé nhỏ nhỏ không có ngon đâu. Lớn tuổi rồi quên sao à. Tuổi bằng nó giờ Úc rồi, lớn tuổi. Này còn nóng luôn. Mới quay về còn nóng hổi. Thí Hằng ăn làm anh nuốt rồi Hằng ơi. Thôi anh cũng gắn nước miếng chút à. Ừ, gắn chịu chứ sao giờ. Nãy anh có cắt vào mấy cái cánh với cổ với giò. Để hồi anh hưởng sói đó. Em yên tâm đi. Rồi ăn thịt quay cũng nè, có gà quay cũng nè. Ừ. Cái lò quay này chưa cốt cho anh đưa cái gì cũng quay cho đó. Thỏ mấy lò khác tao đâu có nhận quay đâu. Lò là quay luôn cho anh luôn. Tại thỏ cái da nó mỏng quá tao quay cũng được, khó quay lắm. Lò là quay luôn. Thỏ quay, em ăn thỏ quay chưa? Thấy chưa. Thơm ngon lắm em, mai chị anh quay cho em ăn. Hai con gà là hồi sáng mua là 3,6 kg đấy em. Chắc tao quay đi nhót rồi, chắc cũng còn tầm ký ngoài. Tầm ký ngoài 2 kg.
Ăn gà quay này cũng ướp gia vị, cũng quay tới trăm nữa nè. Thì chị tới trong ngon em à. Anh qua lấy khăn anh để trước ngực anh nữa để có nhiễu, nó hỏi nhiễu ướt áo. Còn nóng hổi thơm phức luôn. Tại có thèm quá em cho cắn miếng anh sao? Để hồi anh ăn mấy cái cánh với giò được rồi. Dần một con quá dữ, thi hành quá dữ. Ăn cái miếng thơm không? Ăn miếng thơm với giật ngược lại. Thế thì để cầm. Anh nuốt thiệt chứ nước chơi ra, nó nuốt nhiều lắm rồi đó.
tận 3 ký mấy gần làm văn luôn quá chú này mạnh thiệt. Cháu tim mình là toàn là thánh năng không. Đang để dĩa xương trùng dụng luôn. Cái ăn nặng quá đỉnh luôn, hai con gà 3 ký mà làm văn luôn à. Bên 3 ký 6 mình tính bỏ vòng
quay về cũng còn tầm 2 kg, quá lẻ, quá đỉnh thằng ơi. Ăn anh nào anh ướt nhẹp áo anh luôn. Anh ngồi đó nước miếng này mỏi hàm quá. Ăn từ từ, ăn thưởng thức cho ngon, ăn đâu ăn có ai kêu chạy đua với ai đâu à. Mỏi hàm mày nghỉ. Em. Ừ, thương thấy không? Còn ngon quá, còn thịt gà mà. Dạ. Còn cái ức nó chạy bộ nhà là nó tan rồi đó. Ừ.
Chứ là thấy thằng chắc thêm con nữa, ăn hết. Ăn còn ngon miệng quá mà. Thấy thằng. Thôi ăn em, ăn đi, anh lỡ hỏi, ăn cho ngon, trả lời mất công mất thời gian. Anh mất kêu chị. Đi ra, đi ra con, đi ra, đi ra. Đi ra ngoài đen, ngồi chút xíu cho ăn con. Đi ra ngoài. Mình có mấy con chó ăn rồi nó lại nó khiều. Rồi, còn tí nữa dằn lâu quá dữ. Ghét quá em. Ghét, con ghét. Cục xương. Tưởng da và xương. Xương tưởng cục thịt. Ở rồi hết giờ rồi, thua. Quá dữ luôn. Mà thua là mình thua. Quá dữ. Em nói có mình mà sao thua? Ờ thì đó, thua anh thua. Giỡn nghe cho vui mà. Hả? Hả? Uống miếng nước vô đi em. Uống nước vô cho anh cảm nhận cái gà quay này, người ta quay nó ngon hay nó dở em. Uống nước vô đi. Đừng có giác nữa, được rồi.
Hồi mai gì anh quay cho thêm con nữa cho ăn. Không phải em thấy anh hả? Nói chuyện đó, nước miếng tôm em ăn hay cho tôm miếng. Thấy nước lóc miếng ăn còn bắt còn cho chọc ra nữa. Cho anh biết cái cảm nhận gà tao quay nó sao em. Cho anh thật lòng anh không biết nó ngon dở sao luôn á. Thấy em ăn nãy giờ anh nuốt nước miếng quá lẻ rồi. Gà thì nó tao quay nè, cái nãy cái da nó cũng giòn. Thịt thì nó cũng dai. Ăn gia vị nó cay cay, mặn mặn ngọt ngọt. Có cay nữa em? Cay cay. Cay cho em chấm ớt chứ gà quay làm gì có cay em. Thì em thấy cay cay mặn mặn ngọt ngọt. Rồi. Gà cũng ngon. Mà bây giờ em ăn hết hai gà này em dính được em được 200 ngàn nữa, em ngon nữa. Giờ ok em ta lấy bỏ túi về có xài gì sai. Hai anh em bên Sơn nha. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào lại, bye. Bye bye.